Tiếp tục chương trình Công nghệ đời sống ngày hôm nay sẽ là những thông tin khoa học công nghệ quốc tế nổi bật. Trong nỗ lực đẩy lùi căn bệnh ung thư chết người, mới đây các nhà nghiên cứu Hàn Quốc vừa phát hiện ra một loại kháng thể có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Phát hiện này có thể giúp giới nghiên cứu y học điều chế ra các loại thuốc đặc trị, mang đến hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân ung thư trên thế giới. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Seoul vừa phát hiện ra một loại kháng thể có khả năng ngăn sự phát triển của khối u. Theo họ, khi tiêm loại kháng thể này cho bệnh nhân, nó sẽ kích thích sự hoạt động của các tế bào miễn nhiễm T, từ đó giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, đủ sức tiêu diệt các tế bào ung thư. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm loại kháng thể này với những con chuột bị ung thư trực tràng. Sau 3 tuần lễ, khối u ở những con chuột bị tiêm thuốc đã giảm kích thước khá nhiều, chỉ còn 1/5 kích thước khối u ở một số con chuột không được tiêm kháng thể. Kháng thể này có khả năng làm khối u suy thoái và hiệu quả của nó càng cao nếu như được kết hợp với các phương pháp điều trị ung thư phổ biến hiện nay. Chúng tôi hy vọng rằng là phát hiện này sẽ giúp bệnh nhân ung thư được sống lâu hơn. Hiện các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc đang tiến hành hàng loạt các cuộc thử nghiệm lâm sàng để có thể đưa ra loại thuốc kháng thể này vào thời gian sớm nhất.